Đây là này hàng 32 đúng không gì? Tập 32 này, tiêu chuẩn châu Âu này. Hàng khô. Đủ lỗi nha. Đủ tiêu chuẩn AFI. Đây là hàng W320. Đủ tiêu chuẩn xuất châu Âu nha. Đây. Đây là những cái bọc hàng mà bên Hàng Việt Phước Thịnh đã gom sẵn hàng. Đã gom sẵn hàng hết cho vô những cái bọc xá này, chỉ đang đợi đóng công thôi. Thì hàng màu sắc rất là sáng nha. Không có chất bảo quản. Hoàn toàn tự nhiên. Đó. Đây là W320. Những cái mẫu mà mình đăng trên YouTube đó, gần như là thực tế video quay sau là y chang hàng vậy. Nó đi đôi với chất lượng nha, chất lượng đi đôi với giá cả. Một ngày ra khoảng 3 tấn nhân để đáp ứng cho mọi người. Rồi. Hoàn toàn không có chất bảo quản nha mọi người. Cái này là em đã đóng bao hết trơn rồi. Đây. Đây, công nhân thì đang phân loại. Đây. Còn hàng này là đúp 240. Đây. 240 thì size hạt nó to hơn. Đủ size hạt nha mọi người. Chào khách này. W240.